Hello hello, mình chào anh chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề bãi nha. Hôm nay lên video tiếp theo số 88, bao gồm một số mặt hàng đồ nghề. Anh em theo dõi video thấy món hàng nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Và cũng như thường lệ luôn ạ, mã số nè, giá cả công khai của sản phẩm em dán bên trên. Anh em mình xem video thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Còn về chi tiết cấu tạo anh em theo dõi trong video giùm em. Em sẽ quay các cái góc cạnh của sản phẩm, em đo kích thước thực tế và giới thiệu đến anh em tính năng, công năng cơ bản của sản phẩm đó. Anh em mình thấy phù hợp á thì mình chốt hàng giúp em qua số điện thoại của em là 0896996883. Và khi chốt hàng, anh em báo giùm em mã số của sản phẩm cộng mã số clip giúp em. Ví dụ, clip hôm nay là số 88, anh em mình chốt mã số 1 thì báo giùm em là mã số 1 clip 88. Hoặc là chốt mã số 2, báo giùm em mã số 2 clip 88. Và tương tự cho tất cả các mã sản phẩm có trong video nha anh em. Sau đây em vào phần giới thiệu chi tiết ạ. Mã số 1, giới thiệu anh em một cái đầu khò ga ha. Đây, cây này là của hãng Z-Fuel gì đây anh em. Hàng của Nhật, made in Japan. Tình trạng là còn rất là đẹp anh em nha. Và hoạt động ok, lửa rất là mạnh luôn anh em. Đầu ga này anh em gắn vào bình ga mini của Việt Nam là ok nha. Đây. Đây, các chi tiết là còn nguyên vẹn hết anh em. Cái cốt bên trong này bằng đồng ha, anh em sử dụng rất là bền luôn. Về kích thước của sản phẩm, bề này em đo được là 16,5cm ạ. Bề này là khoảng là 6cm nha nè. Đấy, hình thức rất đẹp luôn, hoạt động là ok. Ở đây, đây nè, anh em để ý kỹ giúp em ha, sẽ thấy cái đá lửa nó nhảy lên ha. Đó, em đã test trước khi lên video rồi nè, hoạt động rất là ok luôn nha. Anh em xem cây này rất đẹp nha. Ở đây có điều chỉnh nè, điều chỉnh nhỏ lớn tắt nè ha. Đấy, nguyên vẹn luôn, hoạt động ok. Rất là tiện khi mà sử dụng được bình ga mini ở Việt Nam ha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 1. Clip số 88 giá là 350.000 nha anh em. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 2. Giới thiệu anh em mình một cây rút đinh ha, một cây rút đinh tự động. Cây này là hàng của Nhật luôn anh em. Hãng của nó là Wicker ha, made in Japan. Hình thức cũng còn rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, các cái góc cạnh đó anh em xem sơ qua ha. Rất là đẹp luôn. Sáng bóng anh em nha. Đó, rất là cứng cáp nha nè. Chất thép dày dặn cứng cáp ha. Rồi, cây này anh em rút đinh nè. Đó, tính năng tự động nó sẽ giữ lại ha. Đây, anh em rút vị trí nào nó giữ vào từ đó nha nè. Rồi. Đó, khi anh em rút ra hết rồi ha, xả ra anh em mình chỉ còn nhấn đây đây, anh em mình đẩy tới trước này, đó, nó trở về vị trí ban đầu ha. Đây, thao tác rất là nhanh gọn luôn, anh em có thể xem của em làm ha. Rồi, đó, sẵn cái tay ở đây anh em chỉ còn hất nhẹ lên thôi. Đó. Đó, rất là ok luôn anh em. Cây này anh em mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok ha, rất là đẹp luôn. Kích thước bề này thì em đo được là 21cm nha. Bề này thì em đo được khoảng là 13,5 nha nè. Đây, thông tin của sản phẩm anh em có thể tham khảo thêm giúp em ha. Rồi, anh em chốt ha, báo giùm em mã số 2. Clip số 88, giá của sản phẩm này là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 3. Giới thiệu cho anh em là một bộ dụng cụ đa năng, hàng của nhà Victorinox ha, của Thụy Sĩ nha nè. Đây. Cây này khá là nhiều chi tiết luôn anh em. Rất là nhiều chi tiết khác nhau ha. Tình trạng của nó đây. Bộ dụng cụ đa năng hoặc là nhiều anh em hay nói là bộ dụng cụ sinh tồn ha. Nó bao gồm nhiều các cái sản phẩm khác nhau, các cái chi tiết khác nhau. Đấy, để anh em mình khi mà mình đi dã ngoại, đi picnic, đi cắm trại, đi rừng, đi phượt, đó,
mình còn cái dụng cụ nào, mình lấy cái dụng cụ đó ra mình sử dụng ha. Rất là nhiều các cái chi tiết khác nhau luôn nè nè. Rồi, cái thương hiệu của nó này, cái thông tin của sản phẩm này, anh em có thể xem ở phần cái phần dao dưới này nè, phần cán dao dưới này nè, đây Victor Inox ha, Swissmax. Đây, tình trạng thì cây này cũng ở mức khá nè, bề mặt thì có trầy xước nha, không có bể nhưng mà có trầy xước nha. Rồi, các cái chi tiết của nó thì em đang thấy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 chi tiết nha nè. À, bên này có thêm cái nhíp nữa nè, cái nhíp mini bên trong này nữa ha. 16 chi tiết nha nè. À, này không phải là cái nhíp nè, này là một cây gì đó nó nhọn như thế này nè. Thì em cũng không có rõ cái này là mục đích làm gì ha. Thì 16 chi tiết như vậy nha. Tại vì cái dao nó sắc á, em khá là sợ. Đây, rồi, ở này có một cái em thấy cái gì bằng nhựa nữa nè, em cũng không rõ cái này làm gì anh em, hay là để ngăn cách gì đó thì em cũng không rõ lắm ha. Thì em lấy lên nó không được nên là em cũng để dưới này luôn, tại vì hàng mới về nè, hôm nay cuối tuần này là cũng lu bu nên là không có kịp vệ sinh kỹ nè, cũng không kịp vệ sinh kỹ và xem được hết ha. Thì đó, chi tiết nó như thế nào thì em giới thiệu như thế đó ha. Một con dao lớn nè, một con dao nhỏ bên này ha, đồ khui nậy, rồi một cái dao nhọn nè, một cái đồ móc nè, ở này là một cái mũi vít dẹp á nè, mũi vít dẹp để mà mình vặn gì đó ha. Rồi, cái này là một cái dạng như cái sủi nè, một cái sủi, em thấy có cái đầu trước là nó bén nè. Đây, rồi đồ khui rậu nè, bên đây đồ khui nè nè, một cái kìm ha, kìm có răng kìm luôn nè nè, đây cũng ok luôn ha. Rồi, một cây kéo nè, rồi một cây thước nè nè, ở đây có cái dấu răng luôn ha, còn ở đây thì răng cưa, nó rất là nhọn luôn ha. Ở đây là cây dũa nha nè, đó, dũa và nó có cái cưa nhỏ ha, cái cưa nhỏ trên bề mặt nè, anh em thấy ha. Đó, cái chi tiết nó như vậy nha. Rồi, để em xếp gọn vào ha. Khi mà xếp gọn vào anh em, em thấy nó nhiều quá, em xếp bên này trước đi ha. Cái này nó rất là sắc nha nè, nó rất là sắc luôn, mình dùng mình cẩn thận giúp em ha. Nó khá là cứng luôn anh em ơi, và nó nguy hiểm quá. Nếu mà anh em mình thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Em lấy xuống nhiều khi gắt quá em sợ nó trúng tay, trúng nó chúng tay cũng rất là nguy hiểm. Rồi, khi mà anh em mình gấp gọn các cái chi tiết này vào nha, thì kích thước của nó khoảng là 9cm nha, rất là nhỏ gọn luôn ha. Đó. Rồi, ở đây có cái móc treo luôn cho anh em mình móc vào ba lô, mình móc vào chìa khóa gì đó ha. Đấy. Rồi, thì tình trạng nó như em đã báo ha, cái này anh em mình về mình xử lý nhẹ ra nha. Đây, anh em mình chà nhám hoặc là mình đánh cước gì đó nó sẽ sạch sẽ hơn nha, tại vì cũng hàng mới về gấp quá cũng chưa có kịp làm anh em. Rồi, anh em thấy phù hợp thì mình ủng hộ em nha. Mã số 3, clip số 88, giá là 500.000 cho bộ này nha anh em.
em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 4. Tiếp tục là một cái bộ dụng cụ đa năng hàng Nhật bãi nha nè. Bộ này thì tình trạng nó khá là mới nè. Cái phần vỏ nhựa nó đẹp hơn nè, ít trầy xước hơn ha. Cũng không có bể hay nứt gì hết nha nè. Thì cây này là bộ dụng cụ chuyên để giúp anh em mình ăn uống ha. Thì đây, anh em mình lấy ra thì có một cái nĩa nè. Bên này là một cái muỗng nè. Khi anh em mình mở khóa ra như thế này nè, thì anh em có thể tách rời hai cái sản phẩm này ha. Đây, đó, và anh em mình sử dụng ha. Bên trong khá là mới luôn. Các chi tiết là còn nguyên vẹn nè. Đối với cái phần bên này thì anh em sẽ có thêm các đồ khui ha. Các cái đồ khui đồ này nha. Rồi, đồ khui rượu nữa anh em. Đó. Rồi, đối với cái sản phẩm phía bên này thì anh em có thêm một con dao nha. Đã thêm một con dao khá là bén luôn rồi nè. Đây, chất liệu thép không gỉ ha. Rất là sạch sẽ luôn. Đó. Rồi. Để mà anh em mình sử dụng xong, mình cất giữ lại á, anh em mình để hai cái khớp này nó vào nhau này. Đó. Khóa vào nhau ha. Rồi, anh em mình đẩy cái phần thìa nè xuống nè. Phần muỗng xuống nè. Đấy. Là nó sẽ khóa lại rất là chắc chắn luôn. Ở đây có móc này nè, có một cái móc để cho anh em mình treo móc vào ba lô, chìa khóa gì đó ha, rất là tiện luôn. Bộ này thì còn khá mới, rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc là sưu tầm của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 4 ạ. Clip số 88 giá là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 5. Em giới thiệu với anh em một cái đầu kẹp khoan nha, một cái đầu kẹp khoan. Con này là hàng mới chưa sử dụng nha nè. Này, hàng còn mới ken luôn, chưa sử dụng. Hàng của Nhật nha. Thông của nhà về sale này nè, hàng của Nhật. Đấy, thông tin là toàn là chữ Nhật hết rồi nè. Nó bấm lại rồi, em cũng chưa có khui ra. Đây, anh em có thể chụp màn hình lại để mình có thêm thông tin của sản phẩm ha. Đó, như theo thông tin này thì mình sẽ có một số thông tin cơ bản này nè. Cái đầu mà cắm vào này nè, cái đầu cắm vào ở trên này ha, cắm vào các cái máy khoan hoặc là các cái máy, cái dây truyền động á, thì nó sẽ là chui lục giác 6.35. Còn cái đầu kẹp mũi khoan ở dưới này á, anh em có thể kẹp mũi khoan từ 1 cho đến 10 ly. Rồi, ở đây có thêm cái cây vặn nè. Đây, cây vặn để anh em xỏ vào chỗ này nè, anh em mình vặn xiết ha. Đấy, tại vì nó hàng mới, nó chưa khui, còn nguyên đai nguyên kiện luôn, nên là nó còn đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn anh em. Hình thức là rất là mới, em cũng kiểm tra rất là kỹ rồi, không có bể, không có nứt gì hết nha. Đây, về sale Japan ha, được khắc chìm trên cái phần cán nè, anh em thấy ha, phần chui này. Đó. Rồi, anh em này mình cũng yên tâm ha. Chiều này thì em đo được khoảng nào 8cm nha nè, 8cm nha. Rồi, anh em mình chốt hàng, báo giùm em mã số 5 nha. Clip số 88, giá là 200.000 cho cái đầu kẹp khoan này nha nè. Còn rất là mới luôn, chưa khui luôn anh em. Rồi, em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 6. Mã số 6 thì ở đây em có một cái dây truyền động nha. Hàng Nhật bãi nha nè. Đấy. Hình thức dây là cũng còn nguyên vẹn luôn. Tình trạng của nó là có cái đầu kẹp mũi khoan ở phần này ha. Rồi, phần dây thì có chống gãy dây luôn nè nè. Có cái xoắn chống gãy dây luôn nè. Dây rất là dẻo nha nè. Dây rất là dẻo ha. Đây, tình trạng dây thì em thấy cũng ok. Ngon lành nha. Đây, chống xoắn, chống gãy dây ở hai đầu luôn nè. Hai đầu luôn. Rồi. Đầu bên này là cái trục tròn nha nè. Đó. Rồi, về kích thước của dây, em đo đến cái vị trí này là 60.
30 nữa nè, 30 nữa ha. Thì cái dây này khoảng tầm 90cm nha nè, 90cm ha. Rồi, về hoạt động này, nè, anh em có thể thấy này. Đây, khi mà em xoay cái đầu dây này nè, đầu dây này em cắm vào cái máy khoan hoặc là máy bắn vít gì đó. Đây, khi anh em xoay đầu xoay nè, nó chuyển động ok nha. Đó, chứng tỏ trong dây không bị nứt, không bị kẹt gì hết ha. Rồi, về cái phần chui cắm này nè, là nó là chui tròn nha nè. Chui tròn, có đường kính chui này là 6.5 ly anh em, 6.5 ly ha, khoảng là 6.35 á nè, khoảng 6.35 á ha. Rồi cái đầu kẹp khoang này, cái đầu kẹp khoang này thì hiện tại là nó cũng không có bao bì á, nên em cũng không có thông tin nữa nè. Em tạm thời em mở ra đây ha. Em mở ra em đo bằng thước ha nè. Cái này thì em cũng không biết dùng cho lắm đó nè. Đây, em mở ra thì nó khoảng tới đây nè, tới đây. Em nghĩ là nó sẽ bong ra nữa ha, nhưng mà hiện tại thì em thấy nó khoảng bao nhiêu này nha nè. Nhiêu này thì anh em có thể kẹp khoảng 6. Này em không rõ nữa nè. Anh em nào mà mua thì để em hỏi lại thợ bên em nha. Chứ thật sự em không rõ nên cũng không dám báo. Này để có em nhờ thợ em đo lại ha. Đó, anh em nào quan tâm đến cái dây này nè, đó, thì em sẽ báo lại ha. Em nghĩ thì nó, nếu thường á thì cái đầu chui này nó bao nhiêu thì cái đầu này mở thì khoảng bấy nhiêu, thì thường thông thường là như vậy, thì nó mở cỡ khoảng 6.5 ly gì đó đổ lại nha. Rồi còn chính xác hơn á thì anh em sẽ hỏi lại thợ bên em ha. Rồi anh em mình chốt hàng thì báo giùm em là mã số 6, clip số 88, giá là 350.000 nha anh em. Dây thì rất là dẻo luôn, hoạt động ok ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 7, giới thiệu cho anh em mình là một cái cặp kiềm điện nè, của nhà Fujia, hàng của Nhật nha. Nó sẽ bao gồm một cây kìm cắt nè, và một cây kìm bằng, dạng bằng như thế này ha. Đó. Bộ này thì là size nó nhỏ nha, size nhỏ phù hợp với anh em mình dùng gia đình, hoặc là anh em còn những cái cây size nhỏ gọn để mình mang đi, mình di chuyển, mình sử dụng cho nó tiện ha. Kích thước cây này thì em đo được khoảng là 16 nè. Cây này cũng là 16 luôn nè. Cặp này là khoảng 16cm nha. Rồi, đầu tiên cây kim bằng anh em. Đấy, thì hình thức cũng khá anh em ha. Em thấy cái phần cán của nó đây thì cũng còn ok ha. Một số cái vị trí nó chày nha nè, một số vị trí chày xước nha. Đó. Chày xước thôi anh em ơi, không có bị rách cón sâu vào bên trong nha, nguyên vẹn lắm. Cái phần cán nè, nó dính chặt vào cái phần cán thép luôn, nó không có bị trơn tuột trong quá trình anh em mình sử dụng nha. Bề mặt này nè, đấy cũng có cái logo nội địa Nhật nè, logo ZIT nè. Láng mịn ha. Các cái góc cạnh của kìm đây. Rồi, răng kìm này. Đây cũng có một số dấu đã qua sử dụng nha em, dùng lướt ha. Đây, như thế này là còn ok, anh em mình tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. Đây cũng có một số dấu trầy, dấu trượt nhẹ nè. Rồi, phần lưỡi cắt phụ nè, thì em thấy cũng khít xác luôn. Em thử test qua dây điện cho anh em xem luôn ha. Đây anh em, cắt dây là ngon lành luôn ha. Rất là ngọt ngào luôn. Rồi. Đây là cây kìm cắt ha, chuyên để cắt dây. Đây, made in Japan.
thì hình thức cũng nguyên vẹn nè. Đấy, em thấy cái phần cán thì cũng có chày xước nha, tại vì nhựa mà để chung với các cái đồ sắt thép, có những cái đồ bén á nè, nó cấn vào nó chày xước thôi. Đấy, cũng rất là chắc chắn luôn, không có bị trơn tuột gì hết. Chỗ này là có cái một vết xước nè, tuy nhiên nó cũng không có rách sâu vào bên trong, nó không có rách sâu cấn vào cái phần cán thép bên trong đâu, anh em yên tâm ha. Rồi về phần lưỡi cắt này, em cũng có test qua dây trước khi em lên video rồi nè, em thấy thì cắt cũng ngon lành luôn ha. Phần lưỡi như thế này, hàng đã qua sử dụng mà lưỡi như thế này là ok, anh em mình tiếp tục là sử dụng là ngon lành nha. Đó, bề mặt nè, có những cái vết ố của sắt thép nha nè. Rồi, em test qua dây luôn cho anh em xem ha. Đầu mũi nè, giữa kìm nè, cuối kìm, đây tất cả đều bén ngọt hết nha nè. Đó, test hết cái phần lưỡi của mình ha. Rồi, anh em mình thấy phù hợp thì ủng hộ em ha. Một cặp kìm nhỏ gọn, dùng rất là tiện luôn. Em nghĩ thì cặp này rất là phù hợp với anh em mình trang bị một cái bộ kìm mình dùng gia đình ha, để mình sửa điện hoặc sửa dây nước, ống nước gì đó, rất là tiện luôn nè. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 7, clip số 88, giá là 300.000 cho cặp kìm này nha anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 8, hôm nay em về một cây kìm rất đẹp anh em, một cây kìm của Đức ha. Đây, cái hãng của nó có cái ký hiệu gì hơi khó đọc một xíu, Raumer vậy anh em, hàng của Đức ha. Nghe mình đi, đây ạ. Này, em thấy chất liệu là hầu như là thép trắng ha, hầu như là thép trắng. Này, khá là đẹp luôn. Anh em xem qua các vạnh nè, sáng nha, rất là sáng. Rồi, ở phần chui này nó có mạ, nó mạ hay sao đó nè, nhưng mà em thấy nó màu vàng, ở phần dưới này màu vàng nha. Rồi, anh em xem hình thức rất đẹp nha. Phần lưỡi kìm cũng rất đẹp luôn anh em. Hoạt động là ngon lành nha. Đây, anh em xem phần lưỡi bên trong này. Kích thước của cây kìm này thì em đo được là 19cm như nè, 19cm. Anh em cầm lên cây kìm rất là chắc tay nha, rất là chắc tay, thiết kế rất là dày dặn luôn nè. Cầm rất là chắc tay, rất là nặng tay. Em test qua dây luôn cho anh em xem ha. Đây, cắt rất là nhẹ nhàng luôn nè, giữa kìm ha, đầu mũi kìm ha, và cuối kìm này nè, đều cắt rất là ok nha nè. Đó, cây này anh em mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 8, clip số 88, giá là 350.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 9, giới thiệu anh em một cây kìm điện của nhà Kalentun. Đây, cây này là hôm nay tình trạng còn khá là đẹp luôn anh em. Size lớn ha, cây này size lớn. Đó, anh em thích đồ Mỹ nè, thích những cái size lớn nè. Đây, anh em thấy em cầm trên tay nè, kìm khá là dài, rất là nặng luôn. Chất thép nó dày dặn anh em. Này, hãng Kalentun. Để em quay. Đó, anh em thấy không? Hình anh em có một anh thợ điện leo cục điện nè, đấy. Đấy. Một cái logo khá là nổi tiếng ha. Đây, đây. Mặt sau nè anh em. Cây này thì anh em thấy tình trạng quá là đẹp luôn. Chiều dài của nó em đo được là 22cm rồi nè, size lớn nha. Rồi, hình thức nó thì đây, cây phần cán cao su nè, có chày xước nhẹ, chày xước cón nhẹ nha. Đây, anh em có thể thấy ha, nhẹ thôi, không đáng kể đâu nè. Không có rách quá sâu ha, không có rách quá sâu, không có
cái vấn đề gì mà nó quá lớn đâu, hàng dùng lướt thôi. Đấy. Hàng đã qua sử dụng mà như thế này rất là đẹp nha nè. Rồi cả cái bề mặt khác của kim này, đặc biệt cây này phần hàm còn rất đẹp anh em. Anh em xem nè, hàm trên này, hàm dưới này, rồi về lưỡi cắt này, lưỡi cắt bên này ha. Đó, khi mà khép cái phần lưỡi cắt lại nè, thấy khít xác luôn ha. Rồi em thử test qua da cho anh em xem luôn. Phần đầu này nè, phần giữa đây ha, và phần cuối. Đây. Những cây này nó dài nè, cái lực cắt của nó rất là lớn, bấm như bấm sợi bún vậy nè. Đây, cái vết cắt anh em thấy nó rất là đẹp, cắt nó nhẹ nhàng lắm. Vừa mình vừa nhấn cái kìm xuống như thế này cái là nó đã cắt được rồi. Đấy, anh em nào còn những cái kìm chất lượng để về sử dụng, anh em tham khảo qua cây này giúp em ha. Mã số 9, clip số 88, giá 400.000 nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 10, giới thiệu anh em mình một cái cặp tu vít điện ha. Một cặp tu vít của nhà về sale, hàng của Nhật nha nè. Về sale ha. Đấy. Một cặp này thì bao gồm một cây vít ba ke BH2 rất là thông dụng cho anh em sử dụng luôn, và một cây vít dẹp. Kích thước của cặp này thì cũng vừa dùng lắm nè, 20cm ha. Đấy, size cơ bản, size thông dụng của nè. Đây, các cái đầu vít là đều có từ tính nha. Đấy, anh em có thể hút được những con ốc, con vít ở xa. Anh em mình giữ vít cho nó chắc á, để mình lấy cho nó dễ dàng ha. Đầu tiên là về cây vít ba ke nè. BH2 thì rất là thông dụng luôn nè. BH2 thì thông dụng rồi ha. Thì hình thức thì trên cái phần cán của nó được làm bằng nhựa và cao su để cách điện nha nè. Thì phần màu đen là nhựa nè, phần màu đỏ là cao su nè, có các cái vân caro chống trượt. Có những cái vết cấn nha nè, có những cái vết cấn nhưng mà không đáng kể đâu nè. Đấy, không có đáng kể đâu. Không có bị nứt bể sâu vào bên trong. Anh em mình tiếp tục sử dụng là ngon lành. Phần mũi vít nè, đấy anh em xem các cái cạnh còn rất là đẹp. Anh em mình tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. BH2 thì rất là thông dụng rồi. Các cái con ốc thông dụng, các con ốc mà trong các cái chi tiết máy móc của mình. Đó. Rồi. Tiếp theo là cây vít dẹp ha. Cây vít dẹp. Đấy, cây này cũng có trầy cấn nhẹ nha nè. Rồi, cũng nguyên vẹn ha. Không có bị nứt sâu vào trong bên trong cán đâu. Đây, nó chỉ trầy xước bên ngoài, hơi mất phần cao su này tí cái đường viền nó thôi, không đáng kể hết ha. Đây, product ultra bền này nè. Rồi. Cái phần mũi vít của nó đây nè, mũi vít dẹp đây ha. Đấy, còn rất là ok luôn. Mũi này thì độ khoảng 5 ly rưỡi anh em, 5 ly rưỡi nha. Đây cái size thông dụng á, anh em mình sử dụng gia đình hoặc là anh em làm thợ thì gì đó mình sử dụng rất là ok nha. Anh em chốt hàng thì báo giùm em mã số 10 nha. Mã số 10 ạ, clip số 88, giá là 150.000 cho một cặp hai cây vít điện này nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 11 thì ở đây em có một cây vít tự động nha nè, một cây vít tự động của nhà Sunflat nè. Đây, Sunflat ha, hàng của Nhật nha nè. Tình trạng cây này cũng khá là mới nè, Sunflat này, Japan này, được in nổi ở đây ha. Đấy, hình thức là còn nguyên vẹn hết đây nè. Mũi vít đi kèm là mũi 3K BH2 ha. Đây, tình trạng mũi vít cũng còn rất là ok. Đó, cho nên mình tiếp tục sử dụng ha. Rồi. Thiết kế của nó phần cán là bằng nhựa và cao su. Cái phần này nè, anh em thấy bằng nhựa và cao su bọc ở cái phần tay cầm nè. Đó, nó có cái thiết kế nhám nè nè. Và các cái nắp như thế này nè, giúp cho anh em mình cầm vặn nè. Đấy, rất là có lực vặn nha. Mình cầm rất là chắc luôn anh em. Về tính năng tự động của nó nè. Đây, xoay trái nè, xoay phải nè. Rồi, khóa tính năng tự động này. Đây, hoạt động là ok, ngon lành luôn. Mũi vít thì thẳng tắp, không có cong vênh biến dạng hết ha.
Kích thước của cây này thì em đo được khoảng 15,5cm nha nè. Khoảng là 16 á, tính luôn cái phần ở dưới đáy này khoảng là 16cm rồi nè. Này là mũi vít cố định nha nè. Mũi vít đi kèm là mũi vít cố định ha. Rồi anh em chốt hàng báo giùm em mã số 11 nha. Clip số 88 giá là 130.000. Em nhắc lại ha, cây này là vít cố định và cái mũi vít là ba ke BH2. BH2 thì rất là thông dụng và phổ biến cho các cái con ốc, con vít, nó các cái chi tiết thông dụng mình trong các cái thiết bị máy móc trong gia đình mình nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 12. Ở đây em có một cái kìm tuốt dây điện nha nè. Một cái kìm tuốt dây điện, cây này là của hãng Engineer. Engineer hàng của Nhật nha. Đây, Chopin ha. Được dập chìm trên cái phần thân của kìm ha. Đấy. Cây này thì hình thức cũng còn khá là ok anh em. Thiết kế nhỏ nhắn ha. Cây này thì nó có các cái lỗ tuốt nè. 0.4, 0.5, 0.65, 0.8, 0.95, 1.5, 1.45. Đấy, hệ mm ha. Thì những cái size này là những cái size nhỏ nè. Những cái size nhỏ anh em mình làm về điện nè, các cái máy điện nè, những cái dây chi tiết nhỏ đó, đó. Thì em thấy cái này là phù hợp nha. Anh em lưu ý giúp em, size từ 0.4 đến 1.45 này dành cho những cái dây nhỏ, những cái dây linh kiện, những cái dây thiết bị điện nhỏ nha. Ở đây nè, đây thông số anh em có thể tham khảo nè nè. 0.4 này anh em sử dụng cho dây nào gì đó ha, dây đôi như thế nào, dây đơn như thế nào. Đây. Đó là có cái thông tin đầy đủ trên phần cán, anh em tham khảo thêm giùm em ha. Rồi. Em thấy thì hình thức kìm thì vẫn còn nguyên vẹn hết phần cán nè. Được bọc nhựa nha nè. Ở đây nó có cắn trầy tí thôi, không đáng kể đâu, không có bể, không có nứt anh em. Và đặc biệt là nó bám vào cái phần cán kìm nè, rất là chắc chắn, không có bị trơn tuột trong quá trình anh em sử dụng nha. Và trên cái bề mặt của kìm nè thì có cái nước sơn màu đen. Cái nước sơn màu đen, một số vị trí như anh em thấy nó trắng trắng như thế này nè, là nó bị tróc nước sơn nha. Đảm bảo cho anh em mình là không có bể, không có nứt gì hết nha. Này là tróc nước sơn thôi. Đây, ví dụ như vị trí này ha, anh em có thể thấy rõ nè, chóc cái phần nước sơn thôi. Để mở khóa sử dụng á, đây anh em mình nhấn vào mình đẩy cái này ra ha. Đây, họ thiết kế cái lò xo buông nhẹ rất là ok luôn. Rồi, anh em xem lại một lần nữa cái phần lưỡi tuốt nè, rất là bén ngọt luôn nha. Đó, phần lưỡi tuốt rất đẹp nha anh em. Rồi khi mà bấm tròn lại nè, anh em thấy cái lưỡi tuốt rất là tròn, rất là bén luôn. Cây này thì nhỏ gọn lắm em, chiều dài của nó đo được khoảng là 16,5. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 12 ạ. Clip số 88, giá là 150.000 cho một cây kìm tuốt dây ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 13. Thì đây là một cây kìm đóng mở phe luôn anh em. Cây này thì anh em có thể có hai cái chức năng luôn, anh em thực hiện được hai cái chức năng. Hàng của Top nha. Này Top Chopin anh em, này chuẩn hàng của Nhật. Này anh em có thể đóng nè và mở phe ha. Này có cái thông tin trên này, anh em có thể tham khảo thêm giúp em. Rồi, về hình thức của kìm thì họ thiết kế theo dạng hai lỗ nè, đa năng ha. Đây. Kìm vẫn còn rất là chắc chắn nha nè, rất là chắc chắn luôn ha. Cái này phải mở ốc ra cơ. Rồi, trước tiên em đo về cái kích thước của sản phẩm trước nè. Tổng chiều dài thì khoảng là 19,5cm nha nè. Rồi, phần cán nè, được bọc vào bên này rất là chắc chắn luôn nè. Đây, không có bị rách, cũng không có bị nứt gì hết nha. Nó dính vào cái phần cán thép rất là chắc, không có bị trơn tuột nè. Đó là cái điều nó cũng một phần quan trọng trong cái quá trình anh em sử dụng, nó không bị trơn tuột gì hết. Anh em sử dụng nó ngon lành ha, thao tác nó nhanh gọn, nó không có chặt ruột á anh em. Rồi, cái phần mũi phe nè. Đây. Đây, hai cái mũi phe đây ha. Đó.
Để em đo cái phần mũi phê cho em xem. Phần mũi của nó thì khoảng là gần 2 ly nha anh em, gần 2 ly ha. Rồi, này là cái tính năng là mở này nè. Này là tính năng đóng nè, này là tính năng đóng nè, đây tính năng đóng ha. Em thì không có dùng nên là nhiều lúc em cũng hơi lấn cấn về cái đóng hay mở. Rồi, đó. Rồi để đổi cái tính năng khác thì đây anh em mình chuyển qua cái lỗ ốc khác giúp em ha. Đây, thì lúc này khi đây anh em mình khóa lại giùm em. Rồi, lúc này cái kìm nó sẽ như thế này, nên anh em mở nè ha. Đó, mở và đóng nha anh em. Đó. Bằng cách mình chỉ di chuyển cái con ốc này thôi. Đó, anh em mình trở về ha. Đây. Rất là tiện luôn nè, anh em mình sử dụng một cây này thao tác đóng mở được luôn, rất là tiện ha. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 13, clip số 88, giá là 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 14. Ở đây em có một cái bộ khóa của nhà tớp hàng của Nhật nha nè, 4 cây. Đây, này là khóa tự động nha, hai cái đầu khóa vòng tự động. Đây nè, 4 cây ha. Rồi, tất cả là hàng của Nhật Japan hết nha nè. Đây, rất là chất lượng luôn. Đó. Nó sẽ mỗi cây nó sẽ bao gồm là hai cái đầu khóa vòng tự động. Còn hoạt động rất là ok, đảm bảo cho anh em mình là không nứt không tuôn. Số 10, số 12, số 11, 13, 14, 17, 19, 21. Đó. Số nhỏ nhất là số 10 và số lớn nhất là 21, những con số cơ bản và thông dụng cho anh em mình sử dụng ha. Cây nhỏ nhất thì em đo được chiều dài khoảng là 14 cm. Cây lớn nhất trong bộ em đo được chiều dài là 22,5 cm ạ. Hình thức là nguyên vẹn hết anh em. Đó, tất cả là nguyên vẹn hết ha. Em xem cái bề mặt trên này nè, không nứt không bể gì hết nha nè. Không nứt không bể gì hết ha. Đây, để em lấy từng cây. Em test cái tính năng hoạt động nó cho anh em xem ha. Cây này là 10 và 12. Rồi. Đảo chiều này nè. Đấy, hoạt động ok ha. Ngon lành luôn. Các cái răng của nó này. Quá đẹp luôn nè. Các con số nó không bị trùng với nhau nên là mỗi số là có một cây, rất là tiện ha. Số 11 này, đầu số 13 này, anh em xem các cái đầu khóa vòng của nó rất đẹp ha. Đó, hoạt động là ok, không có bị tuôn gì hết nha nè. Rồi, đầu số 11 đây. Ok ha. Mười bốn và 17 đây nè, các cái đầu khóa nè, rất là đẹp luôn. Đó, em xếp sẵn số rồi thì rất là tiện cho anh em mình mua về mình sử dụng một bộ như thế này, rất là tiện ha. Và cuối cùng cái lớn nhất trong bộ 21-19. Cái vòng quay chiều này. Rồi. Cái vòng khóa còn rất đẹp luôn anh em. Các cái răng của nó anh em xem ha. Các cái cạnh nó khá là bén luôn. Đó, hoạt động là ok hết nha anh em. Rồi, một bộ 4 cây và
8 số khác nhau anh em ha. 8 số khác nhau cũng là 8 con số cơ bản anh em mình hay sử dụng. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 14 ạ. Clip số 88, giá là 800 nghìn cho một bộ 4 cây này nha em. Anh em sở hữu luôn một bộ như thế này, mình không phải mất thời gian mình góp bộ từng cây, nhiều khi nó lại bị trùng số, nó khá là bất tiện. Đây em có chuẩn bị sẵn cho mình 8 con số khác nhau không bị trùng ha. Rồi em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 15, giới thiệu cho anh em mình một con đe mini anh em, kiểu dáng rất là đẹp, hàng Nhật bãi nha. Này, kiểu dáng rất là đẹp luôn, cái phần đế rất là đẹp ha. Các cái góc cạnh của đe cũng rất là đẹp, sắc nét luôn nè. Này, con này là đe mini nha, size nhỏ nha nè, phù hợp với anh em mình rèn đóng những cái vật nhỏ hoặc là đồ kim hoàn nha, kim khí kim hoàn. Cái con này thì nó nặng khoảng 1,1 kg nha nè, tổng trọng lượng của nó là 1,1 kg nha. Cái màu xanh này là màu xanh zin của nó đó. Em thấy con này còn khá đẹp nên em để nguyên cái phần nước sơn xanh luôn. Rồi, về kích thước nè. Tổng bề này thì em đo được khoảng 14,5. Riêng cái bề mặt của nó thì em đo được khoảng là 9,6 ha, 9,6. Bề ngang thì khoảng là 4,5. Và chiều cao khoảng là 6,5. Anh em có thể thấy này, để nghiêng cái đe anh em có thể thấy được các cái góc cạnh của nó này, rất đẹp ha. Đây, đầu này nó nhọn quắc luôn nè anh em. Trên bề mặt thì có các cái vết cón nhẹ nha. Đấy, đảm bảo cho anh em mình là không bị nứt nha anh em, không bị nứt, không bị bể gì hết ha. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 15 ạ. Clip số 88, giá là 500.000 nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 4 số liên tiếp là nè, 16, 17, 18 và 19 là các cây cảo sên của nhà Fujitan, hàng nội địa của Nhật nha nè. Và ở đây em có 4 cái size khác nhau, từ nhỏ cho đến lớn ha. Size số 2 nè, size số 3, size số 4 và size số 6 nè em. Ở đây thì theo cái kinh nghiệm em bán thì nó còn thiếu cái size số 5 nữa. Thì em thấy là cái cạo sên của nhà Fujitan, cái dòng này nè, thì nó sẽ có 5 cái size như vậy ha. Thì ở đây thì em có 4 size rồi nè. Nếu mà anh em nào mình có đam mê, mình thích sưu tầm cái dòng cạo này nè, thì anh em có thể tham khảo qua bộ này ha. Rồi em đầu tiên này, em lên cái mã đầu tiên nè, mã 16 là cái size nhỏ nhất, size số 2. Thì hình thức là nguyên vẹn hết em, tất cả nguyên vẹn, không có bị nứt bể gì hết nha. Nó chỉ khác nhau về cái kích thước nha nè. Rồi, bề này thì em đo được khoảng là 11,5. 11,5 khi mà em đóng chặt cái phần hàm rồi nha. Bề này thì khoảng là 10,5. Rồi, cái vị trí mà ở giữa này nè là khoảng là 9 ly. Là 9 ly ha, 9 ly. Và cái cốt tròn của nó này, đây, cái cốt tròn của nó ha. Cốt tròn của nó là giữa. Hoạt động là ok, ngon lành hết nha nè. Các cái ren nó không có lỗi gì hết á, trơn tru ha. Cốt của nó là cốt 2 ly. Đó, anh em thấy phù hợp với cái loại sên, cả sên mình đang dùng, anh em ủng hộ em ha. Mã số 2. Sorry anh em. Size số 2. Size số 2. Mã số 16, giá là 280.000. Rồi. Size số 3 nó sẽ lớn hơn một tí này. Này, khi mà em cũng khép chặt vào nha, em khép chặt vào để em đo cho nó dễ nè. Bề này thì khoảng là 11,5. Bề này thì khoảng là 11 nha. Hình thức thì cũng đẹp luôn. Này, nước xi ha, còn nguyên vẹn cái phần nước xi. Không nứt, không bể gì hết nha nè. Các cái ren này mà còn ok, hoạt động là ngon lành hết nha. Size càng lớn thì cái trục ti của nó càng lớn ha. Này, các cái ren là ok hết nha nè. Cái vị trí rảnh này nè thì khoảng là 15 nha nè. Vị trí rảnh thì khoảng là 15. Và cái trục của nó
trục 3 ly. Cây này là trục 3 ly ha. Đấy, hoạt động là ok, nhẹ nhàng ngon lành luôn. Size số 3. Size này là mã số 17 nha. Clip số 88 giá 300.000 nha nè. Size số 4. Đây, size số 4 ha. Đây, số 4 đây. Fujitan. Đây. Hình thức cây này cũng khá là đẹp luôn. Nguyên vẹn nha, không có nứt bể gì hết nha. Thiết kế những cái dòng cảo này rất là dày dặn và chắc chắn luôn nè. Đây, các cái trục ren của nó là ok, ngon lành ha. Để em vặn xiết nó vào cái tối đa đi. Em đo cho nó dễ ha. Bề này thì em đo được khoảng là 14 nha nè. Bề này là khoảng là 14. Bề này thì khoảng là 14 luôn. Rồi, cái khoảng cách này nè là 2,5. 2,5 ha. Rồi, các cái ren của nó thì cũng hoạt động ok luôn nè. Không có bị lỗi ren, hư ren gì hết nha. Cái này tại vì thợ bên em dặn xiết quá nè, nó chặt vào bên trong này chứ nó không có bị lỗi hư ren gì hết á. Nhiều lúc nó bị xiết quá, nó vào bên trong nó hơi cứng tí thôi. Dùng cây kìm mở nhẹ là ra thôi. Đấy. Phần ren nha em thấy ha. Ok hết nha. Rồi cái trục này. Trục của nó khoảng là 3 ly 2 nha nè. Khoảng 3 ly 2 ha. Size số 4 nha nè. Mã số 18. Clip số 88 ạ, giá 350.000. Và size lớn nhất trong bộ nè. Em đang có size số 6 nha. Size số 6. Này, hình thức cũng rất là đẹp luôn. Không bể, không nứt gì hết nha nè. Để em vặn siết chặt vào ha. Thì lúc này bề này thì khoảng là 15 nha nè. 15. Bề này thì khoảng là 15 luôn nè. 15 luôn ha. Và cái đường rãnh này nè. Cái rãnh này thì khoảng là 3 cm ạ. Đấy, phần ren cũng ok luôn ha. Cây này thì trục khá là lớn nha nè. Trục của cây này là 4 ly rưỡi nha. 4 ly rưỡi anh em mình cạo các cái loại sen lớn nha. Đó. Anh em mình sở hữu cái bộ cạo này nè. Anh em có thể sử dụng được nhiều các cái loại sen, mắt sen khác nhau. Từ nhỏ cho đến lớn nha. Đấy, hình thức là nguyên vẹn hết rồi nè. Đấy, hoạt động là ok nha. Rồi, anh em chốt cây này. Báo giúp em mã số 19 ạ. Clip số 88, giá là 380.000 nha nè. Số lớn thì nó hơi nặng nha. Size lớn hơi nặng tí. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 20 trong video. Giới thiệu với anh em một cái kìm bấm kẹp ha. Của nhà YGIP, hàng của Mỹ nha nè. Cái này size nhỏ nha. Nên em xem qua các cái góc cạnh khá là ok ha. Này, logo YGIP đây nè. Made in USA ha. Này, USA đây nè. Đấy. Nó thì tình trạng cũng còn khá là đẹp nè. Cái nước xi nè, nó cũng rất là sáng luôn nè. Cái hàm kẹp khít ha. À, trên này thì nó có một cái dấu cấn nha nè. Một cái dấu cấn nha. Này, anh em thể thấy ha. Nhưng mà không có vấn đề gì, chỉ bề mặt thôi nè. Nhiều khi mình xử lý nhẹ như thế này cho nó láng mịn hơn cũng được. Nhưng mà em nghĩ nó không có đáng kể gì để mà mình phải xử lý như vậy nè. Ngày này anh em mình mua về sử dụng là ok, ngon lành. Về
Kích thước thì chiều dài của nó đo được khoảng là 16 cm nha. Đấy, hoạt động buông nhả khá là ok. Anh em xem phần hàm đây, lò xo thì buông nhả tốt nha. Đây, cây này thì phù hợp anh em mình kẹp những cái vật nhỏ nha. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 20, clip số 88, giá là 200.000. Size nó là size 6R nha nè. Anh em còn size lớn hơn thì ở đây em cũng có một cây size lớn hơn này nè. Cây này là cây 11R. Đấy, size nó lớn hơn. Hình thức thì cây này nó cũng ok, ngon lành, hoạt động thì không có vấn đề gì hết em. Tuy nhiên là nó bị tróc cái phần nước xi một số vị trí nên nhìn nó hơi tối màu một tí nha. Nên là em nghĩ cây này nó sẽ phù hợp với anh em mua về sử dụng nha. Đây, anh em có thể xem qua hình thức một số cái vị trí của nó đây. Đấy. Cây này cái dòng nó rất là cổ rồi nè, nhưng mà hàm kẹp vẫn khít xác nha. Cây này là một trong những cái cây đời đầu sản xuất anh em. Này, anh em sẽ thấy ký hiệu của nó là có hai cái dòng cốt. Cái tuổi thọ của nó là tính đến thời điểm hiện tại là vài chục tuổi rồi nha nè. Đấy, lớn hơn tuổi của em rất là nhiều. Rồi, tuy nhiên hoạt động là ok, ngon lành, không có bị nứt bể hoặc là chi tiết bị gãy gì hết. Đấy, hoạt động là ngon lành. Anh em còn những cái cây mà cái chất thép nó dày dặn, nó chắc lượng thì anh em có thể tham khảo qua cây này. Đó, chất thép của nó cực kỳ cứng cáp nha nè, rất là cứng cáp luôn ha. Về kích thước thì tổng chiều dài của cây này em đo được khoảng là 28 cm nha. Nguyên vẹn hết nha nè. Hoạt động là ngon lành ha. Rồi, anh em chốt hàng thì báo giùm em mã số 21 nha. Cây này là 11R, size lớn nha nè. Giá là 300.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 22. Tiếp theo là một số cái dòng búa nè. Cây này là dòng búa bi ha, của nhà KTC. KTC hàng của Nhật nha nè. Hình thức cũng còn nguyên vẹn nha. Búa bi mà em sở hữu dùng cây này thì ngon nè, chất lượng cầm rất là đầm tay luôn, lật đóng nè, khá là tốt nha. Lật đóng cũng như là lật gò nè. Đây, mặt sau phần bi rất là đẹp nha. Mặt đóng thì có những cái dấu cấn nha nè, có một số dấu cấn nhẹ nha, không đáng kể đâu nè. Rồi, đầu búa đây. Phần cán là bằng thép được bọc cao su. Thì em thấy phần cao su cũng nguyên vẹn nè, không bị rách, không bị nứt gì hết nha. Này, này, chuẩn hàng của Nhật, Japan được in nổi trên phần cán nè. Các cái von nhám này, các cái lỗ này, anh em cầm hút mồ hôi và rất là bám tay luôn. Về kích thước thì cây này á, em đo được là 31,5 cm. Về trọng lượng á, cây này khoảng tầm 700-800 gram á này, 750. Cây này 750 ha, 7 lạng rưỡi nè. Size này thì anh em dùng rất là đầm tay, rất là tiện cho nhiều cái công việc khác nhau nha. Rồi, anh em mình chốt hàng báo giùm em mã số 22, clip số 88, giá là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 23, giới thiệu với anh em mình một cái cây búa đinh của nhà Bakuma. Cây này thì cây kiểu dáng, cái hình thức của nó khá là đẹp nha nè. Hàng của Nhật ha, made in Japan. Cây này cũng cái size của nó size vừa đúng á, em sử dụng khá là vừa vặn. Nhiều cái công việc khác nhau mà em có thể sử dụng đều ok ha. Chiều dài của nó em đo được là 35,5 cm ạ. Rồi, về phần đầu búa này, họ thiết kế hai cái mặt hai bên nữa, anh em mình cũng có thể đập ha. Anh em mình có thể đập đóng gì đó đều ok nha. Rồi, cái phần vòng caro nè, anh em thấy ok nha. Đấy, hàng này có thể là rất ít sử dụng rồi nè, em thấy tình trạng là còn rất là đẹp nha. Đây,
đầu đóng này, hai cái mặt đóng đều đẹp này, đầu nhổ đinh khá là sắc luôn. Thì ở đây nó cái này là các vết ố rỉ của sắt thép nhẹ bên ngoài thôi, không có đáng kể đâu anh em. Đấy, cái phần cán bằng thép ha, ở đây có cái phần tem của sản phẩm, tem giấy nè. Em cũng để lại cho anh em thấy cái nguồn gốc sản phẩm cũng như một số thông tin sản phẩm. Anh em mình về không thích mình cứ vệ sinh sạch sẽ ra ha, không vấn đề gì hết. Phần cán thì được bọc cao su nè, đấy, nguyên vẹn, không rách không nứt gì hết. Đây. Cũng không bị trơn tuột anh em, không bị trơn tuột, rất là an toàn trong quá trình anh em mình sử dụng, mình đóng nó không có bị văng cái đầu búa ra ngoài. Cái đó là một phần rất là quan trọng để anh em mình lựa chọn những cái hàng đã qua sử dụng ha. Về trọng lượng của cây này, em cân được là 600g anh em, 6 lạng ha. Đấy, cái size khá là vừa vặn cho anh em mình sử dụng luôn. Anh em mình chốt hàng báo giùm em mã số 23 nha. Clip số 88, một cây búa đinh của nhà Bakuma, hàng của Nhật, rất là chất lượng luôn. Giá 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 24, giới thiệu cho anh em một cái cây búa đóng ha, cây búa đóng hai mặt. Đấy. Cây này là của hãng Magum, Magum gì đây nè, hàng của Nhật nha, hàng nội địa Nhật nha nè. Các cái thông tin sản phẩm là chữ Nhật hết, anh em tham khảo theo dùm em ha. Đây, made in Japan nha. Đấy. Hình thức là còn nguyên vẹn hết rồi nè. Rồi, cây búa này thì em đo cái kích thước của nó, chiều dài của nó khoảng 28cm rồi nè. Đây, cái size khá là gọn gàng luôn ha, 28cm. Anh em cầm lên tay khá là vừa vặn luôn. Anh em sẽ thấy cái mặt đóng của nó sẽ có một cái mặt phẳng tròn, và cái mặt này thì nó có hơi cầu, hơi tròn, hơi bo như thế này nha. Đó. Nó giống như những cái búa bát giác này, một cái đầu phẳng và một cái đầu có cái dạng lòi ra như thế này ha. Đây, cái này mình đóng gò gì đó nè. Rồi thì hình thức búa thì còn nguyên vẹn hết nha. Cái mặt, bề mặt của nó thì dùng lướt thôi, em thấy cái bề mặt là còn khá đẹp. Đấy, các vân phay tròn anh em thấy nó cũng còn nguyên vẹn luôn nè. Cán thì bằng thép ha, cán bằng thép. Cái này là cái đế cao su để anh em mình thường sử dụng để mà gác búa nó không có lên cái tiếng động á. Thì cái này anh em mình có thể mình tháo ra luôn, mình vẫn ok, không có vấn đề gì nha. Đây, em chịu luôn chịu xuống ok đây. Tại vì em thấy nó cũng hơi rách, hơi cống rồi, cho nên mình bỏ luôn cho nó sạch sẽ ha, cho nó đẹp hơn. Rồi, phần cán nè, cao su, rất là chắc chắn luôn ha, không có bị rách nứt gì hết. Đây, cũng rất là chắc chắn bám vào phần cán nè, không có bị rơi rớt trong quá trình anh em mình sử dụng, nó văng cái đầu búa ra ngoài nó nguy hiểm ha. Đấy, thì cây này là rất là chắc chắn luôn, anh em mình có thể yên tâm sử dụng. Cây này thì size cái đầu búa nó khá là nặng nha, khá là nặng đây nè. 860g, 8 lạng 6 nha. Đó, size khá là nặng, anh em mình dùng cho các công việc đóng gò gì đó ha. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 24, clip số 88, giá là 250.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 'Cứ sắp lại gọn gàng như thế này. Anh em nhiều khi mình không có xem được hết video á, mình nhìn vào mình cũng thấy được cái giá cả của sản phẩm ha. Tiếp theo mã số 25. Em giới thiệu cho anh em một cây cảo ha, một cây cảo của Đức nha nè. Cây này là dạng kẹp bàn nha. Đây. Hàng của Đức, Germany nha nè. Thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn nha. Rồi, về cái cách sử dụng của nó thì trước tiên em sẽ đo cái kích thước cơ bản của nó trước cho anh em xem. Bề này nè, thì em đo được là khoảng gần 26cm nha, 26cm. Bề ngang, tổng thể của nó em đo hai cái vị trí mà nó lớn nhất này, thì khoảng là 21cm nha. Rồi,
thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn luôn nè. Những cây cảo của hàng Đức, của các nước châu Âu, châu Mỹ á, họ thiết kế nó rất là dày dặn nha nè. Cây cảo này nè, em cân được á 1,5 kg nè. Cây cảo này 1,5 kg á, rất là nặng luôn. Chất thép của nó rất là dày dặn và cứng cáp. Thì cái này nè là nó phù hợp với anh em mình kẹp bàn nha. Ví dụ đây, có một cái mặt phẳng để anh em mình kẹp bên dưới nè. Đây, ví dụ như này là cái mặt phẳng đây. Em ví dụ cái mặt đen này là cái mặt phẳng mà anh em mình làm việc ha. Thì đây, cái phần này anh em sẽ gắn vào cái mặt phẳng bên dưới giúp em. Mặt phẳng bên dưới giúp em. Đó. Đây, nó có một cái lỗ để anh em mình bắt ốc, bắt vít vào. Đây, rồi xong. Cái phần kẹp hàm trên này nè. Đây, cái hàm dưới của mình là cái mặt phẳng để mình làm anh em. Cái mặt phẳng ha, cái mặt bàn gì đó. Rồi, này là cái hàm trên. Đây, đây là cái hàm trên ha. Đấy. Rồi. Tính năng tự động nha nè. Anh em mình bạn siết nè. Rồi, đó. Anh em mình xả ra. Đó. Nhấn nút này thì anh em mình xả ra được ha. Rồi, để bạn siết lại. Này nó khóa một chiều nha. Đấy. Khi khóa rồi thì anh em mình bật ra không được nha. Rồi. Bề mặt của nó thì rất là ok này. Đó. Như vậy thì cái độ mở hàm của nó anh em sẽ đo được cái vị trí là mặt phẳng bên dưới nè. Và đến cái mặt phẳng này ha, thì lúc này nó khoảng tầm là 20 nha nè. Khoảng tầm là 20, coi như cái độ mở hàm của nó là 20cm nha nè. Cái này thì phù hợp cho nên mình kẹp bàn nha. Đấy, kẹp bàn rồi mình sử dụng. Đấy. Này trượt lên trượt xuống được nha nè. Thẳng tắp nha, rất là dày dặn, thẳng tắp luôn, không bị cong vênh gì hết á. Em thấy nó trượt rất là mượt mà luôn nè. Rồi, các cái chi tiết còn lại là còn ok nha. Này là cái nước sơn của nó là màu cam á, tuy nhiên bị chảy xước một số vị trí thôi, không bị nứt bể gì hết nha nè. Hoạt động là ngon lành, tình trạng nguyên vẹn luôn. Rồi anh em mình chốt cái mã này nè, báo giùm em. Mã số 25, clip số 88, giá 800.000 nha nè. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 26, giới thiệu anh em một cái cặp cảo chữ F nha, hàng của Nhật nha nè. Này, cây này đây, bộ này size cũng khá là lớn nha, một cặp cảo chữ F. Hai cây này thì nó có cùng size, cùng kích thước nha nè. Này, nó là hàng nội địa Nhật nha. Đấy, thông tin là chữ Nhật dập chìm trên cái phần cán này nè. Đó. Thì hình thức hoạt động là nguyên vẹn hết ha. Mà vì nó cùng size nên em sẽ đo một cây để anh em có thể biết được cái cây kia nó cũng tương tự như vậy luôn. Về chiều dài của cây này thì em đo được là 37cm nha nè. 37cm ha. Về ngoại hình nè, thẳng tắp nha nè, rất là dày dặn luôn, không có cong vênh biến dạng gì hết ha. Này, phần mở hàm của nó đây, cái ren của nó là ren lớn nè, và rất là dày dặn cứng cáp luôn, không có bị lỗi ren gì hết ha. Anh em mình vặn mở nè, ngon lành. Đây, cái phần hàm anh em mình mở ra đến cái vị trí, em thấy vị trí này khoảng là vị trí tối đa rồi nè. Thì cái mặt hàm bên dưới này nè, ok ha. Rồi, cái mặt hàm trên. Rồi, cái độ mở hàm của nó khá là rộng luôn nè. Khoảng là 30 ha, 30,5. Đó. Tương tự cây kia cũng như vậy luôn anh em nha. Mỗi cây thì hình thức nó có thể khác nhau. Như phần nó bị sáng hoặc là chốc si hay là sao đó nè. Đó. Tuy nhiên về cái kích thước cấu tạo của nó thì hoàn toàn giống nhau ha. Này, em thấy phần ren là ok, ngon lành. Khi mà anh em siết chặt hàm lại nè, thiết xác luôn em ha. Rồi, phần cán bằng nhựa thì có những cái vết trầy nha. Ở đây nó có cái tem nè, tem bằng giấy, nhưng mà quá trình vệ sinh em cũng làm sạch luôn cho nó gọn gàng nha. Này. Rồi, tiếp theo cây này kích thước nó hoàn toàn giống như cây kia nha nè. Cây này thì một số vị trí nó bị chóc với nước si á. Nó hơi tối màu một tí nha. Này, nó bị chóc với nước si thôi. Đó.
không có bị gãy nứt gì hết đó nè. Cong bên biến dạng thì không có nha. Rồi. Đây, các cái ren của nó anh em thấy ha, có thể thấy này. Ok hết, không có bị nứt hỏng ren gì hết nha. Rồi. Mặt dưới nè, láng mịn luôn ha. Rồi, mặt trên đây. Này nó cũng bị tróc nước sơn thôi nè, chứ láng mịn nha, không có bị nứt bể rỗ gì hết nha. Đấy. Rồi. Trượt lên trượt xuống rồi nè. Đấy, ok, ngon lành nha. Đây, cái con cán bằng nhựa cũng có một số cái vết nó trầy còn nhẹ thôi. Rồi, khi em siết vào cái hàm nè. Đấy, khi sát luôn ha. Rồi, cái cặp này cái chất thép của nó khá là dày dặn cứng cáp anh em. Để em cân cái tổng trọng lượng của nó cho em xem ha. Khoảng 1 ký 3 1325 anh em. Đấy, nó 1325 thì nó hơn 1 ký 3 một tí nha. Nó chất thép rất là dày dặn luôn cho một cái cặp cảo chữ F hàng của Nhật nha nè. Size lớn ha, kích thước mở hàm quá lớn luôn nè. Khoảng là 30 luôn ha. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em ha. Mã số 26, clip số 88. Giá là 400.000 cho cặp cảo này nha nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 27 giới thiệu anh em một cái cờ lê thao tác nhanh ha, một cái mỏ lết răng thao tác nhanh của nhà tớp hàng của Nhật nha em. Tình trạng là cây này size khá là lớn nha. Đây. Rất là cứng cáp, dày dặn nha em. Anh em nào mình vặn siết những cái hàng lớn, hàng nặng nè, anh em tham khảo qua cây này giúp em ha. Đây, chuẩn hàng của Nhật Japan, hàng của tớp nha. Đây. Size này là size 450, size khá là lớn, thiết kế rất là dày dặn và cứng cáp luôn nè. Thao tác thì cây này là thay vì những cái cây mỏ lết răng thông dụng thì anh em sẽ vặn siết bằng cái con lăng ha. Thì con này để mà vặn siết á, anh em chỉ cần đẩy lên nè. Đây, anh em đẩy lên thôi. Đó, anh em mình mở ra được ha. Thay vì thao tác bằng tay như em á, thì khi anh em mình kẹp vào con cờ lê, con ốc á, thì lúc này nó sẽ ngã ra như thế này. Rồi anh em mình đẩy lên. Đó. Rồi, anh em mình thảy ra ha. Đến cái vị trí phù hợp với cái hàm mở đỡ bạn con ốc bu lông đấy rồi thì mình thả ra. Rồi, khi mà mình đóng hàm thì đây. Rồi, anh em mình khép lại bằng cách đẩy nhẹ xuống thôi. Đấy, cây này khá là nặng luôn nè. Cân nặng của nó em cân được là 2 kg nha nè. Cây này 2 kg ha, khoảng 2 kg. Chiều dài thực tế của nó em đo được là 45 cm ha. Này, 45 ha. Đó. Thiết kế rất là dày dặn và cứng cáp nha nè. Anh em thấy này, thẳng tắp này, không cong vênh, không biến dạng gì hết nha. Cái nước sơn màu đỏ là sơn zin của nó, một số vị trí nó bị tróc nước sơn thôi. Tróc cái phần nước sơn thôi, đảm bảo cho anh em mình là không có bị nứt, không bị bể. Đảm bảo cái lực rất là tốt để cho anh em mình tiếp tục vặn siết nha, mà không có bị sợ nó cong vênh hay là gãy gì hết ha. Rồi về phần hàm nè, hoạt động thì ok nha em. Vì nó quá nặng, quay đến các cái sản phẩm cuối cùng á nè là nó đuối rồi. Đây, cái phần hàm trên nè rất là đẹp luôn ha, răng rất là bén luôn. Hàm dưới thì cây này răng nó hơi mài một tí nè, anh em có thể thấy ha. Anh em xem các cái góc cạnh bên này thì ok nè, tuy nhiên phần giữa nó hơi mài nhẹ một tí ha. Đó. Nhưng mà không vấn đề gì đâu anh em tiếp tục sử dụng ngon lành, kẹp rất là chắc chắn nha. Anh em thấy nhìn bề ngang thì anh em có thể dễ dàng mình thấy được hơn nè. Đấy. Các răng của nó cũng còn rất là ok ha. Rồi, cái độ mở hàm của nó
em đo được khoảng là gần 7 cm nha nè, khoảng là 68 á nè. Đó, em có thể vặn bu lông ốc hoặc là những cái ống khoảng là 68 đổ lại là ok ha. Đây, cái phần răng của nó còn rất là ok luôn nè, không có bị hỏng gì hết nha, không bị hỏng, không bị nứt gì hết. Đó, anh em mình đẩy xuống ha. Rồi, anh em thấy cái này phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 27, clip số 88 ạ. Giá là 500.000 nha nè. Anh em lưu ý giúp em, cây này là size lớn 450 và nặng 2kg nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Size 28. Anh em đợi tí ha. Cái này là một cái bộ đế, một cái bộ đế. Thì cái bộ đế này nó sẽ thiết kế dạng đứng được á, nên là em dọn cái này qua một bên. Rồi, hai cây này, hai cái đế này thì em bán cặp cho nó dễ nè. Em bán một cặp cho nó dễ ha. Thường thì anh em sẽ rất ít khi sử dụng một cái này, em bán nguyên cặp nha. Bán một cặp, hai cây như thế này. Đấy, thiết kế rất là dày dặn và cứng cáp luôn. À, em lấy một cái sản phẩm em quay cho anh em xem ha. Hai cái hoàn toàn giống nhau về kích thước cũng như là tính năng, giống nhau hoàn toàn ha. Cái này là của hãng gì đây, Sinnet gì đây. Đó, hàng của Nhật nha, tình trạng là hàng dùng lướt. Này, thông tin nó hoàn toàn là chữ Nhật nên là em cũng không có rõ lắm đó nè. Anh em có thể chụp màn hình lại để mình phiên dịch, mình tìm hiểu thêm giúp em ha. Đấy, thì em thấy cái nước sơn của nó là màu xanh, rất là đẹp, còn nguyên vẹn luôn. Sơn rất là bóng nha nè. Rồi, thiết kế của nó thì khi mà gấp gọn thì nó như thế này nè. Rồi, khi mà em mình mở ra nè. Đây. Đây này, mình xòe ra tối đa nè. Đây. Đó, cái vòng này nó sẽ xuống khít ở dưới luôn ha. Thì lúc này ba cái chân rất là vững luôn nè, ba cái chân rất là vững ha, đứng rất là vững như thế này. Đấy, rồi anh em, đây là cái thiết kế cái phần đế của nó này. Đó, anh em mình điều chỉnh được độ cao nha. Ở đây nó có 3 nấc, 1, 2, 3 nè. Ở đây nó có một cái vị trí là, đây em quay cho anh em xem này. Đây, nó có một cái lỗ để anh em mình xỏ ngang qua. Ngang qua đến cái vị trí bên này ha. Để cái trục này nó không có bị rơi rớt thì em thấy họ làm một cái xích, dây xích như thế này nè. Đấy. Đó, rồi. Lúc này cái đế nó lên cao như thế này ha. Thì khi mà cao nhất á, em đo từ phần mặt phẳng này lên đến cái trên này nè, là khoảng là 37 nha nè, 37 nha. Và khi em điều chỉnh ở cái nắp thấp nhất này nè, cái nắp thấp nhất là ở đây ha, thì lúc này em đo được khoảng là 27 ha. Như vậy thấp nhất là 27, cao nhất là 37, tính từ cái mặt sàn này trở lên. Rồi, cái phần đế của nó đây nè. Rồi, anh em có thể lên động ha. Đó. Hai cây này thì kích thước nó hoàn toàn giống nhau, em thấy hàng dùng lướt thôi, không bể nứt, không có vấn đề gì hết nha. Các cái mối hàng chân của nó này rất là chắc chắn luôn. Đó, tương tự cây này cũng vậy luôn anh em. Này, cũng tên hãng đó luôn ha. Này, thông tin đây, cách sử dụng đây. Này, mới như nhau hết rồi nè. Anh em xem cả cái mối hàng của nó rất là chắc chắn nha. Rồi, mở ra nè. Thép nó làm dày lắm nè. Để em đo cho anh em xem nè. Thép nó 3 ly nha. Này còn 3 ly luôn nè. Những cái này là nó chốc nước sơn thôi, không có gãy nước gì hết nha. Mối hàng này cực kỳ chắc chắn ha.
không sử dụng này. Anh em mình chỉ còn cầm lên như thế này, đẩy nhẹ này lên thôi, đẩy nhẹ thôi là nó khép lại ha, khép lại rất là gọn gàng luôn. Cái phần dây xích nó giữ cái này nè, nên là nó sẽ không có bị thất thoát rơi rớt trong quá trình anh em mình sử dụng nha. Đấy. Em bán là nguyên một cặp như thế này nha nè. Đấy, một cặp, hai cái đế như thế này. Ôi cầm lên tay nặng quá nè. Để em con xem cái trọng lượng của nó ha. 1,6 kg tròn luôn nè. 1,6 kg tròn như vậy. Một cặp này là 3,2 kg. Một cặp này là 3,2 kg nha nè. Rất là mới đẹp luôn ha. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Mã số 28, clip số 88 ạ. Giá là 650.000 nha nè. Đây, 650.000 ha. Và đây cũng là cái mã sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn anh em chú bác mình đã quan tâm theo dõi ạ.